Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, nơi chiếm chưa đầy 1% dân số thế giới, nhưng lại đóng góp 6,3% các công bố khoa học đột phá. Đứng thứ 3 thế giới, đây đã trở thành điểm dừng chân của những nhà nghiên cứu, khoa học từ khắp năm châu, trong đó có nhiều tri thức người Việt. Với mong muốn tạo dựng một tổ chức tập hợp những chuyên gia, trí thức Việt cùng chung tay phát triển thành một khối bền vững và song hành với đó hướng về Tổ quốc, phát huy trí tuệ, tâm huyết cho đất nước. VIS, Vietnamese Intellectual Society in the UK and Ireland, Hội Trí thức Việt Nam tại Anh và Cộng hòa Ireland, đã được tạo dựng với vai trò mở đường, dẫn dắt, kết nối và phát huy sức mạnh trí thức tập thể. Hội Trí thức Việt Nam tại Anh và Cộng hòa Ireland là tổ chức phi lợi nhuận gồm các học giả và các chuyên gia Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại hai quốc đảo Tây Âu. VIS được chính thức thành lập vào tháng 12 năm 2022 với sự hỗ trợ và công nhận của Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland qua sự giúp đỡ của hai đại sứ Trần Ngọc An và Nguyễn Hoàng Long. Chúng tôi với tư cách là Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh kiêm nhiệm Ireland thì rất là vui mừng trước những thành tựu, những kết quả rất là cụ thể mà VIS đã đạt được trong năm qua. Kể từ khi thành lập đến nay thì VIS đã có rất nhiều những hoạt động có ý nghĩa. VIS được xây dựng với ba mục tiêu chính là tạo dựng một cộng đồng tri thức mạnh ở Vương quốc Anh và Ireland, người đi trước chia sẻ kinh nghiệm với người đi sau, đồng thời xây dựng cầu nối với mạng lưới tri thức toàn cầu, liên tục kết nối với nhiều trường đại học, các công ty công nghệ trong nước, tham gia tư vấn chính sách cho chính phủ, các bộ ngành Việt Nam, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế xã hội và sự hội nhập quốc tế của đất nước. Đẩy mạnh giao lưu giữa các cá nhân, qua đó tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam, Vương quốc Anh và Ireland. Cái ý tưởng thành lập hội làm sao tạo ra một cái sức mạnh tập thể thì cái sự ảnh hưởng và cái công việc mình làm cho về hướng về Việt Nam sẽ có tầm ảnh hưởng lớn hơn rất là nhiều. Thực sự anh chị em đều ngồi lại với nhau và nhìn ra rằng là mình cần có một cái hội này đại diện, nó một tiếng nói tập thể nó sẽ rất là mạnh. Những cái khuyến nghị hoặc là những góp ý về chính sách của mình nó sẽ tầm ảnh hưởng rất là cao hơn. Khi mà đã nhanh và mạnh hơn như vậy thì những cái cống hiến khác nó sẽ tự nhiên là đến thôi. Hướng về Việt Nam sẽ làm việc rất là hiệu quả hơn. Thay vì tạo dựng sự nghiệp và cống hiến cho Tổ quốc một cách riêng lẻ, cá nhân như trước, thì giờ đây, sự am hiểu về Việt Nam đặt trong bối cảnh giao thoa, hội nhập với sự phát triển từ khắp nơi trên thế giới đã tạo cơ hội thuận lợi cho hội trong việc kiến thiết tầm nhìn lớn và xa hơn hướng về Tổ quốc. VIS quy tụ thành viên ở hai quốc gia, Vương quốc Anh và Cộng hòa Ireland. Trong đó, Vương quốc Anh gồm có 4 vùng là Anh, Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland. Giáo sư Lê Minh Hòa làm việc trong lĩnh vực truyền thông quang học, hiện đang là phó trưởng khoa toán, vật lý và kỹ thuật điện Đại học Northumbria, phía Bắc nước Anh. Trải qua nhiều hoạt động nghiên cứu học thuật và giảng dạy ở nhiều trường đại học lớn ở Anh, Đức, giáo sư Lê Minh Hòa đã xuất bản hơn 200 bài báo trên các tạp chí, hội nghị thế giới và từng là chủ tịch chi hội của Hiệp hội Truyền thông IEEE, Comsoc, Vương quốc Anh và Ireland. Từng là phó chủ tịch của VIS những ngày đầu thành lập, từ sự tự nguyện, nhiệt huyết, giáo sư Hòa cũng như những trí thức Việt khác đã tạo ra sợi dây gắn kết, cùng dành rất nhiều công sức hướng tới mục tiêu chung, mong muốn xây dựng một cộng đồng trí thức Việt ở Anh, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau và chung tay đóng góp cho Việt Nam. Trong giai đoạn xây dựng hội thì cái khó khăn lớn nhất mà chúng tôi có là tập hợp lực lượng các anh em để tham gia vào hội. Thứ hai là xây dựng cái mô hình hoạt động của hội như thế nào để nó có rất là nhiều ý nghĩa. Và đây là điều rất là đáng trân trọng và giúp tôi gắn bó với VIS lâu dài. Việc tham gia vào Hội Trí thức Việt Nam tại UK là một cơ hội rất là lớn đối với cả tất cả chúng tôi. Những người mà có cùng trình độ văn hóa, này cùng nền tảng văn hóa, cùng trình độ kiến thức và quan trọng là cùng một tầm nhìn giống nhau, cùng hướng về Tổ quốc. Đây là một cơ hội cho chúng tôi được chia sẻ kiến thức, học hỏi lẫn nhau để xây dựng nghề nghiệp và cùng nhau hợp tác làm những dự án mà có thể sử dụng những kiến thức của mình. Quan trọng nhất là những kiến thức đó được sử dụng để làm một điều gì đó cho đất nước. Là giảng viên gốc Việt giảng dạy, nghiên cứu tại Đại học Heriot-Watt,
trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp quốc tế và có nhiều nghiên cứu được công bố tại các hội nghị thường niên của Học viện Kinh doanh Quốc tế. Chị đại diện cho khoảng 30 tri thức Việt tại vùng Scotland. Tuy bận rộn với công tác chuyên môn, nhưng Phó Giáo sư Yến luôn dành nhiều tâm huyết, nhiệt tình cho hoạt động hội, làm sao kết nối để mở rộng hội hơn, thông qua tổ chức các sự kiện để các thành viên học hỏi, trao đổi kiến thức, cùng nhiều chương trình hỗ trợ, giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến về trong nước. Điều cốt lõi để thực hiện được điều này chính là yếu tố của con người. Những thành viên của VIS là những người sinh ra, lớn lên, học tập và thậm chí là làm việc ở Việt Nam một thời gian khá là lâu trước khi đi ra nước ngoài. Và hiện nay họ cũng đang giữ một cái vị trí xã hội rất là quan trọng ở các trường đại học ở UK. Họ cũng là những người trực tiếp nắm bắt được những công nghệ hiện đại tiên tiến nhất. Họ chính là những người mà giúp đỡ cái việc chuyển giao công nghệ tiên tiến rồi công nghệ nâng cao năng lực quản lý giữa hai nước để đạt được hiệu quả cao nhất. Từ 40 thành viên ban đầu cho tới nay, hội đã có hơn 120 thành viên, hơn 10% là giáo sư, 30% phó giáo sư, giảng viên cao cấp, còn lại là giảng viên, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ làm việc trong hơn 30 ngành nghề tại gần 70 trường đại học ở Vương quốc Anh và Cộng hòa Ireland. Thành lập năm 2020 còn rất là trẻ, đồng thời là khi thành lập ra thì lại đúng vào thời kỳ Covid. Mọi người, mọi hoạt động mà nó sẽ bị hạn chế đi. Nhưng một thời gian gần đấy thôi cũng đủ để hội cống hiến rất là nhiều, có rất nhiều hoạt động. Những cái tri thức của mà tất cả các thành viên mang đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ tạo lên một cái sức mạnh tri thức còn lớn hơn nữa. Với kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc ở Anh trên 20 năm trong lĩnh vực tài chính, giáo sư Đặng Việt Anh đã có nhiều nghiên cứu được đề cử giải thưởng bài viết hay nhất tại Hội nghị Thường niên châu Âu, cũng như các hội nghị quốc tế quan trọng khác. Các kết quả nghiên cứu của giáo sư Việt Anh đã đóng góp giá trị lớn trong giáo dục đào tạo và tài chính thế giới. Xác định rõ còn nhiều khó khăn và trở ngại, nhưng thông qua hoạt động của VIS, cùng những kiến thức liên kết, hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, giáo sư Việt Anh và ban chấp hành VIS mong muốn những nền tảng của các tri thức Việt tại Anh sẽ góp sức thúc đẩy khoa học, thúc đẩy nghiên cứu, sáng tạo, và giúp cho quá trình phát triển bền vững của Việt Nam. Hiện tại là nguyên khí quốc gia, thế thì hiện tại ở đây thì không phải chỉ ở Việt Nam, hiện tại có bao gồm cả những cái đội ngũ, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu ở nước ngoài mong muốn đóng góp cho đất nước. Thì tôi nghĩ là VIS đã hướng tới cái mục tiêu đó, và những hoạt động của VIS tuy là tuổi đời còn non trẻ nhưng mà cũng đã một phần đóng góp cho đất nước thông qua những hoạt động, thông qua những cái hình thức hợp tác trong hội cũng như là giữa hội và các nhà nghiên cứu, các viện, các trường đại học, các cơ quan ở Việt Nam. Phát triển trong thời gian ngắn, nhưng vai trò của VIS ngày càng lớn mạnh, được khẳng định qua các sự kiện kết nối hợp tác về giáo dục, nghiên cứu khoa học giữa các tổ chức, chính phủ ở Anh và Ireland với Việt Nam. Nhiều hội thảo và sự kiện chia sẻ như chuỗi series VIS Webinar, với chỉ riêng một số mang tên UK PhD Journey, How to Start, tổ chức vào tháng 11 năm 2021, đã thu hút 150 người tham gia. Bên cạnh đó, vào năm 2022, hội cũng đã hoàn thành việc tổ chức một loạt các workshop trong việc hợp tác kinh doanh, kinh tế luật, kỹ thuật, khoa học máy tính và hợp tác liên ngành. Gần đây nhất, năm 2023, hội đã ra mắt series VIS Coffee Talk với mỗi tập kéo dài 30 phút để nói về các nghiên cứu, công việc, kinh nghiệm hoặc chia sẻ về các dự án thú vị. Qua mỗi tập đã giúp các thành viên hiểu biết nhiều hơn về nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc chung, cũng như giới thiệu các thành viên VIS với các sinh viên nghiên cứu tiềm năng hay các đối tác từ Vương quốc Anh hoặc Việt Nam. Đặc biệt, dự án mentoring kết hợp với Hội đồng Anh tại Việt Nam hoặc các cán bộ nghiên cứu ở các trường đại học muốn xin học bổng tại Anh để nâng cao năng lực nghiên cứu đã được các thành viên VIS giúp đỡ liên tục trong hơn 3 năm qua. Chúng tôi đã mời các giáo sư, phó giáo sư và các giảng viên chính có kinh nghiệm trợ giúp sinh viên, giúp đỡ gần 100 nghiên cứu sinh trẻ cũng như là các ứng viên đang tìm kiếm cơ hội học tập và nghiên cứu tại Vương quốc Anh. Đây sẽ là một trong những cái hoạt động chính mà chúng tôi đóng góp để hướng về Việt Nam. Tôi hy vọng là chương trình này sẽ tiếp tục phát triển và sẽ được sự ủng hộ của thành viên trong hội cũng như là của các trường đại học tại Vương quốc Anh cũng như là tại Việt Nam. VIS cũng vinh dự được giáo sư Jonathan Van Tâm, một người Anh gốc Việt,
đảm nhận vai trò chủ tịch danh dự. Giáo sư Jonathan Van Tâm là người đã có những cống hiến trong việc lãnh đạo cơ quan y tế Anh đối phó với đại dịch COVID-19 và được Nữ hoàng Anh phong tước hiệp sĩ đầu năm 2022. Bằng kiến thức và kinh nghiệm trên cương vị lãnh đạo cơ quan y tế Anh, giáo sư Jonathan đã đóng góp tư vấn chính sách hiệu quả về công tác phòng chống dịch COVID-19 thông qua mối quan hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Anh. Đây chính là sợi dây gắn kết giáo sư Jonathan với quê cha đất tổ của mình và thực hiện nhiều hơn những chuyến trở về, mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầy hứa hẹn trong lĩnh vực y tế giữa các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam và Anh. Chúng tôi hy vọng rằng với một cái nền tảng tốt đẹp như vậy, với những cái bước phát triển đã đạt được rất là tốt và cụ thể trong những thời gian vừa qua, thì thời gian tới BRICS sẽ ngày càng được đạt nhiều hơn nữa các cái kết quả, và đặc biệt là đóng góp mà cho quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Anh, cũng như là quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Ireland. Chung tay xây dựng đội ngũ chuyên gia trí thức lớn mạnh nhằm phát huy trí tuệ của từng cá nhân thành sức mạnh tập thể để phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước Việt Nam và đóng góp cho nước sở tại. Trong suốt 3 năm thành lập, mỗi thành tựu mà BRICS đã đạt được như một minh chứng sinh động và thực tế nhất rằng trí tuệ Việt và uy tín của cộng đồng trí thức ở Anh và Cộng hòa Ireland luôn là vốn quý và niềm tự hào của người Việt khắp năm châu.